American Anthem. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Trên 4.000 năm đã bảo vệ non sông Gấm Vóc chống lại kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc. Để tưởng nhớ các vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ chính nghĩa tự do dân chủ trong cuộc chiến chống cộng sản xâm lăng. Để tưởng nhớ các quân dân cán chính miền Nam đã bỏ mình trong cái tại tù cộng sản. Để tưởng nhớ các đồng bào đã thiệt mạng nơi rừng sâu và biển cả trên đường tìm tự do. A moment of silence begins. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my honor to welcome all of you, especially the guest speakers and the special guests for joining us at this book launch today. And now, I would like to introduce to you the MCs who will conduct the book launch today. Please come to the stage, Mr. Hua Chen, Mr. Thuan Le, Mrs. Hong Tu, and Ngoc Nguyen, and Mr. Nguyen Bui. Mr. Nguyen, please come over here. I'd like to present all of you to the audience. And then I will rely on you to make this one beautiful. And I'll come back later with my speech
And one more time, thank you very much. And I hope that you enjoy the time, enjoy our operation and some other refreshment, and the music is the chosen music today. Thank you very much. Kính chúc quý vị tôi là người muốn. Trước khi giới thiệu các diễn giả, tôi xin được phép đọc một bài của giáo sư Nguyễn Ngọc Ánh, tôi mới gửi cho anh Phạm Gia Đại. Hôm qua tôi xin được trích dẫn một phần. I would like to restart an excerpt for my email. Mr. Phạm Gia Đại, by one of our esteemed professors, who is also a senator in the Republic of Vietnam, Mr. Vu. This is his speech. I'm sorry I don't have the translation, but so forgive me. Các em bị bắt, bị tù, cải tạo, quả thực đều là những anh hùng vĩ đại trong lịch sử. Là một trong số những người được may mắn chạy thoát ra khỏi nước. Mỗi khi nghĩ tới những năm tháng dài anh em bị hành hạ tới mức ngoài sức chịu đựng của con người, tôi dường như cảm thấy có một chút mặc cảm tội lỗi của một kẻ đào ngũ. Vì đã không chia sẻ được dù chỉ là một chút những đau khổ và nhục nhằn với các anh em bắt tù cải tạo. Tôi nghĩ rằng ngày tác phẩm Những Người Tù Cuối Cùng được trình làng sẽ là một dịp để chúng ta bày tỏ sự ngưỡng mộ chẳng những riêng đối với tác phẩm của bạn Phạm Gia Đại mà còn là một câu hỏi tốt để chúng tôi vinh danh các bạn cải tạo ngày xưa. Tác phẩm Những Người Tù Cuối Cùng Phạm Gia Đại, một trong số những người tù cùng với cộng sản giam giữ rất đáng được chúng ta đón nhận. Nhìn những chứng tích quý giá của một giai đoạn lịch sử đau khổ nhất thì được nhiều người giới thiệu người tù cuối cùng là tiếng Việt như bằng tiếng Anh, cùng với tất cả thân hữu đáng kính và quý mến của tôi. I'm sorry, I got two brothers killed. And now I have the privilege to introduce to you the a professor of the University of California, Irvine, Dr. Leslie Clear. Please. First meeting,
Mr. Dye and I became friends and colleagues. As over the subsequent years, he made numerous guest speaking appearances at my classes at UCI. It was always a momentous occasion when Mr. Dye would come to speak. He came to share information about Vietnam and Vietnamese culture, to help English teachers in training to know more about their students. But I always knew with each presentation that he would be doing much more than just educating my students. He would be changing lives as he shared his life story. I never told my students in advance what Mr. Dye would be sharing. I knew that his revelation of his 17-year imprisonment would shock them, and that his description of what he had suffered would move them profoundly, and then, ultimately, that the wisdom that he imparted, based upon what he had learned during the darkest of times, would shine a light and provide perspective and insight into their own lives and experiences. In a time of suffering and extreme pain, Mr. Dye found a path to survival as he determined to learn about life and faith and strength through Buddhism. During his imprisonment, he met his master, and with his help and support, he not only survived the torturous and barbaric conditions he faced, he also cultivated his humanity and grace. And it is this that he has shared with numerous students over the years. And it is this that he shares with us now in the publishing of his memoirs. At the urging of many, Mr. Dye undertook the arduous task of writing about his experiences and what he endured. As I read what he wrote, I marveled at his ability to convey these painful events with his characteristic strength of spirit. And I came to know him and his journey even more profoundly than before. Today, we celebrate the great accomplishment of the publication of this important book. But even more significantly, today, we celebrate Mr. Dye and the wisdom he shares with all of us. Thank you. Thank you, Dr. Clear, and for all of your perspective about Mr. Fan. Ladies and gentlemen, I'm had the honor to translate her speech into Vietnamese today. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay tôi có một cái đặc ân để được nói với quý vị về ông Đại Phà. Ông Đại và tôi đã có dịp gặp nhau lần đầu tiên 16 năm trước đây, khi mà ông làm việc với cộng đồng của Việt Nam. Ông đã mời tôi đến dự và tại những cái buổi họp mặt và visiting của những nhà giáo tại Nhật Bản, thì chúng tôi cũng có dịp làm việc với nhau để tìm hiểu văn hóa đa dạng của nước Hoa Kỳ và đất nước Hoa Kỳ, và cũng cho cộng đồng cá nhân và cộng đồng local chúng ta. Khi mà ông nói với chúng tôi đã biết rằng ông đã trải qua một cuộc sống thật là phong phú và đặc biệt. Tôi biết rằng ông sẽ sẵn sàng chia sẻ với tất cả chúng ta từ trái tim của ông câu chuyện
cái ông đã trải qua, những sự tra tấn, những sự đau khổ ông đã trải qua trong cái cuộc đời đầy bi kịch cũng như khủng khiếp của ông trong 17 năm vừa qua. Sau lần gặp gỡ đầu tiên thì tôi và ông Đại đã trở thành bạn và đồng nghiệp với nhau. Và sau nhiều năm sau đó, ông đã đến thăm trường UCI và đã nói chuyện với rất nhiều các học sinh của chúng tôi. Ông chia sẻ với các học sinh về nước Việt Nam, về con người Việt Nam, về văn hóa Việt Nam, để giúp những giáo sư cũng như học sinh người Anh, người Mỹ biết về đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Tôi biết rằng sau những buổi nói chuyện của ông thì những câu chuyện của ông sẽ thay đổi đời cũng như suy nghĩ của những học sinh mà chúng tôi đã được có cơ hội giảng dạy. Tôi chưa bao giờ nói trước với các học sinh chúng tôi là ông Đạt sẽ nói gì và chia sẻ những gì. Vì tôi biết rằng cái sự tiết lộ trong 17 năm giam cầm tại trại tù của ông đã làm kinh hoàng những học sinh đó, và những sự diễn tả mà ông đã phải chịu đựng trong thời gian đó sẽ làm rung động những con tim của học sinh chúng tôi. Nhưng một điều chúng tôi biết rằng sau câu chuyện ông kể ra, ông sẽ đưa cho những học sinh chúng tôi một tia sáng, là những tia sáng ông đã có được trong những ngày đen tối nhất trong cuộc đời của ông trong 17 năm tù. Trong thời gian ông chịu đựng tất cả những đau đớn khủng khiếp nhất, ông Đại đã tìm được con đường sống sót. Khi ông quyết định tìm hiểu và học vào niềm tin và sức mạnh qua đạo Phật. Trong thời gian bị giam cầm, ông đã có cơ hội gặp những vị cao tăng, và với sự giúp đỡ của những vị cao tăng đó, ông Đại không đã chỉ vượt qua được những cái buổi tra tấn dã man, tàn ác, mà ông cũng còn gây mầm được cho một cái cuộc sống đầy nhân bản và tri ân. Và đó là mục đích ông Đại sẽ chia sẻ với chúng ta những gì ông trải qua trong ngày hôm nay. Với sự khuyến khích và cổ động của bao nhiêu người, ông Đại đã trải qua nhiều thời gian, nhiều năm tháng để viết sách cũng như dịch qua tiếng Anh. Tôi rất cảm ơn về khả năng của ông Đại diễn tả được những cái đau đớn về nội tâm cũng như về thể xác của ông trong thời gian 17 năm tù. Vì đó là một cái công việc rất là khó khăn để diễn tả. Ngày hôm nay chúng ta chia sẻ, chúng ta vinh quang tất cả những cái khó khăn, những cái sự thành đạt của ông Đại trong thời gian viết và xuất bản cuốn sách ngày hôm nay. Nhưng điều quan trọng hơn tất cả đó là ông Đại đã chia sẻ với chúng ta những sự khôn ngoan cũng như những cái điều ông đã trải qua để giúp chúng ta biết là cách nào ông đã sống còn ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Giới thiệu người guest speaker kế tiếp, Hồng Tước xin hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị hai người bạn thân là Ngọc Quỳnh, ca sĩ Ngọc Quỳnh và Lâm Dung sẽ trình bày một nhạc phẩm rất nổi tiếng bằng tiếng Mỹ, đó là bài I Have a Dream của ABBA. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you my couple of good friends, Lâm Dung and Ngọc Quỳnh, and they are going to sing I Have a Dream. This is a beautiful piece of music from the ABBA.
Inspiring guest speakers from different countries. Mr. Pham was the first person who came to my mind, so I contacted him through Dr. Clear. And Mr. Pham graciously accepted my invitation and shared his inspiring stories with the club participants. It was an awesome event, which was truly appreciated by all of us. Many students said that they started appreciating every second of their lives after hearing Mr. Pham's
life story. Since then, Mr. Pham became a strong supporter of the Communicators Club. Aside from being a featured speaker, he was one of our honored guests during our club's major events, including our first and second anniversaries. We are very happy and grateful that Mr. Pham continues to inspire many people through his book, Memoirs of the Last Prisoners. On behalf of the Communicators Club of Santiago Canon College Continuing Education, I would like to congratulate and honor Mr. Dai Pham. And I came here with me with two of my club officers, and we are going to present a special certificate of appreciation signed by the Santiago Canon College President, Dr. John Weiss Fanny. So Mr. Pham, this is a surprise for you. I have Pedro Mendoza. He is the club president, and she is the secretary. Her name is Juliana Navarro. So it says here, certificate of appreciation presented to Dai Kia Pham, author of Memoirs of the Last Prisoners, for his continued support of Santiago Canon College Continuing Education's Speaking and Writing Club, the Communicators Club, signed John Weiss Fanny. Thank you, Ms. Manning. On behalf of all the foreigners here, I would like to summarize her speech. Kính chào quý vị, tôi tên là Evangeline Matthew, giáo sư dạy Anh văn tại trường Santiago Canon College Continuation tại thành phố Orange. Trước hết tôi muốn cảm ơn Dr. Leslie Clear đã cho tôi cơ hội được gặp ông Đại trong năm 2002. Khi ông Đại được Dr. Clear mời đến thuyết trình tại một lớp của bà về Culture and Cultural Diversity tại Đại học UCI, ông Đại đã chia sẻ những câu chuyện trong cuộc đời kỳ diệu của ông và đã gây những sự sốt xúc động cho các sinh viên. Ông còn là người khách danh dự của chúng tôi trong những event lớn của trường. Chúng tôi rất vui mừng biết ơn ông và tiếp tục làm công truyền đạt những kinh nghiệm sống của ông đáng quý trong cuốn sách The Last Prisoners, đại diện cho nhóm Communicators Club của trường Santiago Canon College. Chúng tôi xin chúc mừng và vinh danh ông Đại. Xin cảm ơn. The next speaker is a journalist whose name is Mr. Huy Phuong. He is a former press and information officer in the South Vietnamese Armed Forces. He was held prisoner under the communist regime for 7 years, both the North and the South. Immigrated to the U.S. in 1990, and he currently is the host of the Brotherhood Among the Troops on SBTN television. Mời quý vị. Kính thưa quý vị quan khách, thưa các thân hữu, trước hết tôi xin lỗi những người khách mời quốc ở đây, có lẽ tôi là diễn giả duy nhất nói tiếng Việt hôm nay. Thưa quý vị, cuộc chiến qua đã 41 năm rồi. Bây giờ có một cuốn hồi ký nói về 17 năm tù, thì quý vị thấy đó có phải là một điều mà chúng ta nói đến hay không? Bây giờ những hố bom đã san bằng, những chiến trường xưa đã thành ruộng đầy, đàn cô nhi đã lớn lên, và xin lỗi quý vị, nhiều quả phụ
Bạn bước thêm bước nữa. Và bây giờ chúng ta nhìn lại câu chuyện 40 năm cũ, có cùng hay không? Theo tôi là không. Tại vì bây giờ cách đây một tháng ở Houston, Texas đã có một cuộc hội thảo coi như thường định về chiến tranh Việt Nam. Và cái chuyện câu chuyện Việt Nam nói hoài cũng không hết. Và chỉ bên kia đường tôi hôm nay có một cuộc ra sách của ông Nguyễn Tiến Hưng, người bị nhảy vào, đồng minh nhảy vào. Tôi nghĩ ông cho rằng nhảy vào cũng rất là nhanh và rút ra, cũng có những lý do để rút ra. Ông Phạm Gia Đại có cái tham vọng là muốn cho con em chúng ta, những người mà không đọc được tiếng Việt, cũng như cả những sinh viên học sinh trong các trường đại học Mỹ và cả nhân dân Mỹ phải biết rằng cuộc chiến sau khi 11 người thuộc quân lục chiến Hoa Kỳ được rút đi trong đêm 29 tháng 4 năm 1975 có phải là đã kết thúc được không? Theo tôi, đó là ngày bắt đầu cho cái đội tôn dụng ghê chế của người Việt, không nói là hàng ngàn quân cán chính Việt Nam đã bị lùa vào các đại cải tạo. Người Mỹ phải biết được những gì sau khi họ cho rằng nhiệm vụ họ đã hoàn tất khi 11 người lính được quân chiến đã được trực thăng vận ra khỏi tòa đại sứ Mỹ vào 8 giờ tối đêm ngày 29 trước khi Cộng sản vào Sài Gòn. Người Mỹ hoan hỉ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đã để lại cho nhân dân Việt Nam những cái nỗi thống khổ không lường. Sau hiệp định Paris, Tổng thống Nixon có hứa với dân tộc Việt Nam qua Tổng thống Hoàng Thiều rằng nếu Cộng sản vi phạm hiệp định hay trở lại thì nước Mỹ sẽ trở lại và sẽ viện trợ. Lời hứa đó không bao giờ thực hiện được. Cũng như lời hứa của tòa đại sứ Mỹ bóc ông Phạm Gia Đại, một nhân viên tình báo đã cộng tác với Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam, nhưng cuối cùng cái lời đó không có được lời hứa như vậy. Tháng 4 năm 1975, khi sau khi chiến lược Việt Nam, ông Lê Dũng huênh hoang mà nói rằng chúng ta sẽ mở ra nhiều trường học hơn là nhà tù. Nhưng mà thực tế thì quý vị thấy rằng ngay cả những làng cô nhi, những trường học bây giờ đã trở thành những trại tù, là tại vì số lượng các người bị cầm tù nó quá đông. Sự việc thế nào thì nước Mỹ có thế giới và chúng ta đây đã biết. Tờ báo Time năm 1978 ở London đã tường tình một sự thật: Cộng sản đã biến nhà trường và cô nhi viện thành nhà tù. Điều 11 Hiệp định Paris ký kết năm 1973 cấm mọi hành vi trả thù hay kỳ thị các cá nhân hay tổ chức hợp tác với phe bên này hoặc phe bên kia. Nhưng hiệp định này không phải là hiệp định như hiệp định Abramovich của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, mà người ta nói là hiệp định của những người. Tức là The Gentleman Agreement. Mà đây là hiệp định ký kết giữa một người ma trợ và những người văn minh. Đây là chứng của nhà văn Quỳnh Thu Hương. Bằng chứng là sau khi Cộng sản xây hiệp định Paris và tiến công vào miền Nam, chúng có hàng trăm nghìn quân cán chính Việt Nam phải vào trại tù, và theo thống kê của Hoa Kỳ chúng ta đã có 165.000 người chết ở trong nhà tù cải tạo. Nhưng người nên hiện nay là vì lao động cực lực, vì chết đói, vì bệnh tật, nhưng không thiếu người bị giết và trả thù các hèn hạ. Đó là chính sách của Cộng sản sau 1975. Đó là nỗi đau đứt từng khúc ruột, như ông giáo sư Robert Buzano, giáo sư lịch sử của trường Đại học University Houston đã bày tỏ. Những người tị nạn Việt Nam mất hết mọi thứ, họ mất gia đình, người thân và bạn bè, một số người thì chết trong chiến tranh, một số người khác bị bắt đi tù cải tạo, họ để tất cả mọi sự lại đằng sau. Thời gian của những người tù là từ 3 năm tới 17 năm. Tôi cũng xin chúc mừng các bạn gia đại sau 17 năm để con trí tuệ, còn sức khỏe để trở về như vậy. Tại vì đối với Cộng sản, những người làm tình báo, họ không bao kiểu tha thứ hết. Tất cả những tình báo cao cấp và phát tình báo ra Bắc đều được đi học tập tại Hòa Lò, và sau đó ở đây những quý vị mà đi tù biết được bồi dưỡng một bộ phận và ăn một bộ phận xong thì về đến chỗ ở
thì xin lỗi, tôi bị học máu ra mà chết. Cô có việc bị sách như vậy. Anh Phạm Gia Đại sống sót sau 17 năm, tôi nghĩ là sự kỳ diệu của con người vươn lên có ý chí và cái mạnh lực để sống lại, để còn những việc như làm hôm nay. Thưa quý vị, thế này, anh Phạm Gia Đại đi tù bắt 17 năm mà không chết, tại anh phải sống, sống để mà viết lại những cái gì cho con cháu đời sau biết thế nào là nhà tù cộng sản. Trong cái cuộc cái trận chiến Okinawa, người Nhật đã thất bại, có những vị tướng đã tốt kiếp bằng cách mổ bụng, nhưng mà cũng có những người phải sống. Có một vị đại tá Yamaha đi theo ông tướng, thì ông nói rằng tôi chết là nhiệm vụ tôi, nhưng anh phải sống, sống để con nói lại những gì cho thế hệ phía sau về cái trận chiến Okinawa. Thì ông Phạm Gia Đại, ông 17 năm tù ông cũng chết, ông phải sống để làm nhân chứng và nói lại những đoạn đời đi tù tội của ông đó. Nhưng người đã chết đã đành, người sống phải còn nhiệm vụ, chứ chúng ta phải sống thờ ơ như cây cỏ. Đó là cái điều mà chúng ta cần vinh danh một người tù là 17 năm. Nhiều người là di tản khỏi Sài Gòn năm 1975 có thể không biết gì đã xảy ra. Và con em chúng ta hồi đó còn đọc cũng mới kể ra, và ngay người mình khi đã bỏ Việt Nam có thể họ cũng hiểu gì đã xảy ra cho Việt Nam. Với bên cạnh tù đài đồn tiền đánh tư sản, dùng con người đi kinh tế mới và ba người chết ở trong ngục tù, tôi cho rằng chúng ta phải tìm thấy trong tác phẩm Phạm Gia Đại tất cả những biến cố của người tù đã diễn ra ở hai miền Nam Bắc. Và riêng trong cái tác phẩm Phạm Gia Đại, tôi thấy có những người ở đó, chúng ta có thể hiểu được những cách đối xử với những người tù của cộng sản thế nào, và người dân miền Bắc đã hiểu rõ thế nào sau khi chúng ta có những người tù miền Nam ra. Và cái tình người đối với người tù và cai tù, những người tù và dân chúng ở ngoài như thế nào, tôi cho là có lẽ chúng ta có những cái bài học về Việt Nam, con người Việt Nam thế nào, mặc dù chúng ta bị một cái tai họa từ bao nhiêu năm nay là chế độ cộng sản đã đem lại cho dân tộc chúng ta những khổ đau. Mà hôm nay quý vị ngồi đây, nhưng mà đầu óc chúng ta còn nghĩ tới quê hương chúng ta. Chúng ta cả hai phía, người thắng trận và người thua trận, cả phía đồng minh của dân tộc chúng ta cần có những bài học chúng ta tìm thấy trong cuốn sách của anh Phạm Gia Đại. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã nghe chúng tôi nói dài dòng, và chúng tôi xin giới thiệu với quý vị The Last Prisoner, bản tiếng Anh của anh Phạm Gia Đại. Thành thật cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Thank you, Mr. Quý vị. In light of our American guest here, I'd like to capture the essence of the Fung's speech. The author, Mr. Fan, had the ambition of letting the Vietnamese, young Vietnamese, American, our sons and daughters and granddaughters and grandsons who do not speak nor read Vietnamese, and also for the American people who wanted to know what happened after the withdrawal of the American troops in Vietnam. The stories of the last prisoners would never get old. This is a lesson for both winners and losers, for our people and our allies, both in Vietnam, North and South, today. Thank you. Ladies and gentlemen, in the prison in North Vietnam, General Lê Minh Đạo and Colonel Đỗ Trọng Huệ composed
this song, Nhớ Mẹ. We miss our mothers. To express the love for their mothers and the sorrow for the loss of South Vietnam. May this song touch your hearts. Kính thưa quý vị, trong trại tù miền Bắc, tướng Lê Minh Đạo và đại tá Đỗ Trọng Huệ đã hợp soạn bài hát sau đây để diễn tả nỗi nhớ mẹ và niềm tiếc thương cho miền Nam của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong cảnh tù này. Mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Nhớ Mẹ qua phần trình bày của Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Anh Tuấn, Đặng Quỳnh và Trần Khoa. Xin mời các bạn chương trình. Mặt mẹ
If I may, I'm going to stop here real quick. I'm going to say a few things in Vietnamese, and then I'm going to read out translate what I have stated in Vietnamese. Kính thưa quý vị chủ thượng, kính thưa quý vị quan khách và quý đồng hương, tôi rất hân hạnh được tham dự ngày ca mặt sách của chú Phan Phạm Gia Đại. Trở lại nói hết được rồi. Chú Đại đã bị Cộng sản bắt hơn 17 năm. Và hôm nay chú đã cho thế hệ trẻ như chúng tôi một cuốn sách Những Người Tù Cuối Cùng, Memoir of the Last Prisoners, để nói lên cho thế hệ trẻ hiểu biết chế độ độc tài của Cộng sản và biết được những sự khổ nhục của một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi xin cảm ơn sự hy sinh của chú và gia đình của chú, và xin cảm ơn chú đã giúp cho chúng tôi thế hệ trẻ nhớ được cái độc tài của Cộng sản, và mình không có quên được, và mình phải tiếp tục đoàn kết và tranh đấu cho tự do và dân chủ ở Việt Nam. Và không phải chỉ có mình phải tranh đấu cho tự do và nhân quyền ở Việt Nam, và mình cũng không có quên được các vị chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Các quý vị, các ông, các bà, các chú, các cô, các anh, các chị, có chúng tôi, một người thượng nghị sĩ, một người gốc Việt, có ngày bữa nay và tại trong tay của quý vị, cái việc hy sinh của quý vị và gia đình của quý vị nói lên sự thương yêu của quý vị cho nước mẹ của chúng ta, quê hương của chúng ta, và thế hệ trẻ như chúng tôi được đứng trên đây là một người thượng nghị sĩ, một người Mỹ gốc Việt trên một cái nước tự do, dân chủ là trong tay của quý vị. Cái bổ phận của một người trẻ, thế hệ trẻ như chúng tôi, mình phải tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Và trong cái đó, mình phải nhớ, mình có ơn, mình cảm ơn các vị chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và trong cái đó, mình cũng phải tranh đấu cho các vị Trương Phế Vinh tại Việt Nam được qua Mỹ sớm hơn. Và chúng tôi xin quý vị, mình phải đoàn kết. Cái nghị quyết SJR-5 là trong tay của Liên bang. Cái nghị quyết đó mà chúng tôi, mình phải mỗi năm đi lên Liên bang nói với mấy cái người quý vị thượng nghị sĩ liên bang, dân biểu liên bang, tại sao mình phải nhớ còn lại chỉ có mấy ngàn người Trương Phế Vinh, đừng có cho đem bị đàn áp vì Cộng sản. Và con cái của quý vị đó, là thưa quý vị cũng biết là tháo tên là tuổi của chúng tôi, cho quý vị đó qua đây giúp cho cộng đồng chúng ta, và mình nhớ ơn cho các vị Trương Phế Vinh này. Ở Việt Nam rất là khó khăn, và rồi chúng tôi hứa miễn sao mà cộng đồng chúng ta mà đoàn kết, mình phải mỗi năm miễn sao mà mình đem, ý với mình đem một gia đình ở đây thôi, cái đó là a big accomplishment. Và rồi chúng tôi xin cảm ơn quý vị. I just want to thank you for having me here today. It's been a privilege and an honor. Mr. Pham, you are a hero. 17 years in a concentration camp. Don't ever let the communists ever say it's not a concentration camp, because it is. Call it for what it is. You have spent the years there. You have witnessed how terrible and evil a communist regime will be to individuals,
who all they did was fought for the country they love and fought for what they believe in is freedom and democracy and human rights for all the people of Vietnam. Your memoir is something for someone like me, who was actually born after the Fall of Saigon. But your memoir reminds the generation like me, we would not forget of what happened during the war. We won't forget the 58,000 Americans who lost their lives, and the thousands and hundreds of thousands who came home and were not greeted with respect that they deserve as the Vietnam veterans. And because of your sacrifice, all those who fought in the war, American soldiers and South Vietnam soldiers, because of you, I'm able to stand in front of this crowd today and be able to say, I'm a Vietnamese American who left the country as a boat person, who came here, was on welfare and food stamps, and is able to become 40 years later, a state senator. But it was your sacrifice, Mr. Pham, and all those who fought in that war, and all the Americans who died and fought. Because of that, I'm able to stand here in a free country, in a country that honors democracy, honors human rights, and has a constitution. And because of that, I thank you, and I'm sorry for your sacrifice, and for what you have to endure, but only for yourself and your family. I come from a military family. My uncle was executed during that war. He was an officer. We were escaping because my dad was gonna be put in prison as well. My brother, a United States Marine, fought in Iraq. I know the sacrifices of the family as well. Don't ever think that the sacrifice of a soldier is any less than the sacrifice of the family. And so I thank you for putting this memoir together. For 2 years, it's taken you to write this. Not only is it in English and Vietnamese, but it's what we will all, and it will be something of a history, because it is the last prisoner. It's for those who we all have forgotten, but still suffer to this day. And so I thank you for what you've done and for your sacrifice for Vietnam and for her love for her country. And I also thank all those who have served as well. And at this time, before I give over the Senate proclamation, I want to invite Mayor Pro Tem Sergio Contreras to say a few words, and then Trustee Jameson Powers. Thank you, Senator. One more time for our Senator Janet Nguyen. Xin thưa quý vị, chúng tôi là Sergio Contreras, phó thị trưởng thành phố Westminster. Xin lỗi, tôi nói một ít tiếng Việt. Nhưng tôi rất bình thường đến để ủng hộ quý vị. I'm very happy to be here. It's an honor to be here to share this moment with you. And I just want to really quickly say and wish the author, I wish you sell a million books, maybe 10 million, maybe 30 million, and may the world hear your story. Xin đừng quên những người đã hy sinh cho chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị, tôi là Jameson Power, President of Westminster School District, School Board. Xin lỗi, tôi hiểu một ít tiếng Việt, but I want to first of all congratulate the author on the publication of this most important work. It's important for the next generation that they hear these stories so that we never forget. And I want to give an invitation to the author to come to our schools anytime and share these stories with our students. We'd love to have you. I think it'd be great for them to hear about your work and about all these stories so that we preserve that and they learn about it. So thank you so much. Good afternoon, my name is Andrew Whalen, and I want to thank and congratulate the author
on this occasion, for sharing with us his memoirs, his story of perseverance through 17 years of torture. It is a story that can inspire us all, and I thank him again for sharing that with us. Thank you. Tôi trân trọng kính mời tác giả Phạm Gia Đại sẽ đại diện tất cả những người tù cuối cùng để lên nhận bằng vinh danh của Thượng viện California do Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn chào. Xin kính mời. Senator Janet Nguyen and all of the elected members, thank you very much for your precious time. And Janet Nguyen and I became friends several years ago when I joined in her group to fight for human rights. And we go through four cities in Westminster, Garden Grove, Santa Ana, and Pomona, and we all win in those four cities. We passed that and it's a victory to us and to your team, and I'm very proud to be one with them. And today I know that you're very busy, but you spend your time some of here and share some of the moment with us, and especially the book here, actually it is for the generation, the second generation, the third generation, and for the non-Vietnamese readers like you. And on coming out, please, each one of you receive one book. And I'm honored to give it to you so that you can know what happened after the war ending in Vietnam. And again, thank you for your time, Senator Nguyen. Thank you very much, gentlemen. Thank you. The people that you just saw make the importance and necessity of the last prisoners written in English even more important. Because like Janet Nguyen, our good senator, and the next speaker who probably could not read English, Vietnamese. His name is Minh Quân Nguyen. He is the second generation Vietnamese living in exile and living in Southern California. Mr. Nguyen. Thank you very much. It is with pleasure that I speak to you today, the last speaker on The Last Prisoners. As some of you may know, I'm an attorney by trade, so being asked to edit a memoir of a Vietnamese war prisoner presented an interesting challenge. An editor's role is not to reshape a work, but to smooth it, polish it, to ensure it means what it means to say. The editor must always be true to the author's intent. This can be very difficult when changing a word or even a comma can change the very meaning of the work itself. A memoir is even harder to edit because a person's life is embodied in the words. To change the text doesn't just change the person's meaning. It can change a part of their life. You risk losing the truth, which is what we all seek from a book, even if it's fictional, but especially from a memoir. But the truth is, because our memories are faulty, there's always color to the way we remember things. Facts are affected by the way we feel then and the way we feel now. This is what makes a memoir compelling, the point of view of the author.
In reading this particular book, I see that fate and fatalism are the anchors of Bai Fan's point of view. Fate is believing everything that happens does for a reason. To be fatalistic means to be resigned to those reasons, even if you don't know what they are. Mr. Pham often sees the things happening around him as acts of fate, and he is determined to accept them for what is meant to be. That may have been the only way to cope with the confusion and senselessness he encountered every day after his imprisonment. But where does that confusion and senselessness come from? As a lawyer, I thought it would be one way to find an answer was to look at the law itself. We can spend years on this subject, but for today, I thought it would be interesting to look at Vietnam's constitution. Keep in mind, this is the document intended to enshrine the country's most fundamental values and structure. Yet since the end of the war, the Constitution has been rewritten 3 and arguably 4 times. When Mr. Pham was originally detained, the Constitution in place dated from 1959 and was actually written at the behest of Ho Chi Minh himself. Its 3rd chapter describes the fundamental rights and values of the citizens, and they include the right to vote, the right to free speech and press, the right to assembly, association, and demonstration, the right to practice religion. Especially relevant for today is Article 27, which protects freedom of the person. No citizen may be arrested except by decision of a people's court or with the sanction of a people's organ of control. Similarly, Article 28 protects the inviolability of the home and the male. If this all sounds familiar, it's probably because these are the same rights protected in our own American Constitution, in its Bill of Rights. In some ways, Vietnam's Constitution goes even further, guaranteeing equal rights for women, including equal pay and fully paid leave before and after childbirth. These are rights that women are still struggling to achieve today in our own country. So if all this is true, how can it be that a man like Mr. Pham could be detained for well over 17 years without a formal arrest, a charge, or a sentence? How can it be that in the years following 1975, so many people had their homes possessed and their privacy violated almost freely? An answer may lie in Article 38. The state forbids any person to use democratic freedoms to the detriment of the interests of the state and the people. In summary, Vietnam's constitution protects these rights as long as they aren't used to harm the country's interests or its people. This sounds like a reasonable balance, but who defines the country's interests? Who defines what harm is? The problem is Vietnam's laws outside its constitution never clearly answer these questions. As a result, party policy became the leading doctrine for the country, and policy is just what people think should be the direction of the country, if and when they think of it. If a law conflicted with party policy, policy was expected to control. In 1974, a famous jurist, Le Duan, explained that if there was no law or legal text for a given situation, the courts would make decisions simply by following the general political line of the revolution. In other words, there was no legal text or rule of law in the country, only what the party thought and believed in. Even though the Constitution was rewritten in 1980, again in 1992, amended in 2001, and then rewritten again only 2 years ago, and 3 years ago, in 2013, it still remains a rather confusing document. The only thing that has gotten clearer over time is who wields power in the country. In 1959, the Constitution very clearly states all power belongs to the people. But when the Constitution was revised in 1980, the same article read that the Communist Party of Vietnam, the vanguard of the Vietnamese working class and loyal representative of the interests of the working class, is the force assuming leadership of the state and society. Since 1980, that language has not changed. Today, the judicial system in Vietnam still faces many problems.
There is no doctrine of precedent, so the courts are not obligated like ours to follow legal decisions or reasoning that came before. Party organizations are the ones that train the judges. They decide what legal doctrines to publish. Corruption is rampant, and court orders, even by honest, well-intentioned judges, are poorly enforced, if they are at all. Essentially, there is no separation of powers between the political and judicial systems, which means the courts are weak and have no independence from the party. It's little wonder that the majority of Vietnamese people have little confidence in their court system. One recent survey showed that most citizens will not use the court system to resolve their problems. This means that most disputes in Vietnam are resolved by whatever means the people can fashion among themselves. This almost guarantees that the people who have the most power and resources already will always prevail over those with less. Still, for the people of Vietnam and for us here, we should remember that in 2013, when the Constitution was again revised, an additional section was added to Article 4, stating, "The Communist Party of Vietnam is closely associated with the people, shall serve the people, shall submit to the supervision of the people, and is accountable to the people for its decisions." So if you are seeking change for Vietnam, I suggest you do all you can to encourage the people of Vietnam to exercise the power that their constitution gives them and make the party and the country accountable to them. Only then will Vietnam move past the era that gave rise to the book that we are honoring today. Thank you. I am allowed 30 seconds to summarize the speech, so forgive me. Ông Nguyễn Minh Quân là người là editor cho cuốn sách của anh Phạm Thời Đại bằng tiếng Anh. Mr. Editor. Những cái nhìn của anh Quân là những cái nhìn của người luật sư, nhìn vào xã hội hiện tại của Việt Nam của chúng ta. Những cái sự chỉ trích trong cái hệ thống chính quyền cũng như luật pháp đó là những cái ý chính của bài nói chuyện của Nguyễn Minh Quân. Cảm ơn. Thank you. My job is finished. Ladies and gentlemen, for a little bit of relaxation, we're going to send you a song, Born Free, by it was composed in 1966 by John Barry and Don Bach. Will be presented to you by Miss Hồng Tương. Kính thưa quý vị, để một chút xíu thoải mái trong chương trình, Ngọc Bình xin giới thiệu đến quý vị ca sĩ Hồng Tương sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Born Free của John Barry and Don Bach. Ngọc Bình xin kính mời. As the wind blows.
Hãy
Ladies and gentlemen, now is the most important moment of this event. The author of The Last Prisoner's Memoir will present the raw emotion and the experience as a political prisoner in his memoir. Let's give a big applause for Mr. Phạm Gia Đạt. Thank you. Thank you, Mr. Hua Chen, and again, thank you all of you. I know you have very little time this weekend, and you spend all the evening, the afternoon with us, so it is very precious, and I'm honored. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe bài hát Hoa Xoan Bên Thềm Cũ của là hai ca sĩ Kiều Loan với lại Bình Hạnh, không biết rằng có tác giả ngồi bên dưới kia. Xin mời nhạc sĩ Xuân Thanh đứng dậy. Ladies and gentlemen, we need to sing with it, even though that the musician who composed the lovely song is right there, and he's my brother. Thank you, anh Ngọc, thank you. And again, I'd like to ask you to allow me to speak in Vietnamese and in English as well. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý quan khách đã đến tham dự ra mắt sách hôm nay. Xin cảm ơn quý giáo sư, quý bậc trưởng thượng, các niên trưởng, các đồng môn, các hội đoàn, thân hữu, các truyền thông, báo chí. Thank you all of you for being here today, professors, teachers, friends from high school associations, public figures, the media in Southern California, and many, many others. It has taken 2 years for me to complete the memoirs in Vietnamese and another 3 years to complete the translation and editing this book into English. I would like to take this opportunity to express my thanks and my deep appreciation to my mother, my brothers, sisters, my children, and my wife for their unconditional love and support. The Bưởi Juvenile High School Association, a lot of them are here today to support me as well, and a lot of friends like Duyên Nguyên,
Phương Đình Nguyễn, David Rice Nguyễn, and many others, associations and individuals who have supported me in the past years and in many ways. And I'd like also to thank you, the MCs, the singers, and the music bands, my families, my friends at the reception and at the refreshment tables for their great help in making this event happen. First, I'd like to deliver my speech in Vietnamese. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu với quý vị cuốn hồi ký The Last Prisoners, cuốn sách mà chúng tôi đã mất 3 năm để hoàn tất. Tiến trình dịch thuật và hiệu đính không ngờ có nhiều thử thách và khó khăn hơn dự tính ban đầu. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn và biết ơn đã có nhiều chuyên viên kinh nghiệm, trong đó có các vị giáo sư đại học, các luật sư, các kỹ sư, nghệ sĩ và thiết họa viên, v.v. Trước hết, chúng tôi xin đề cập đến bìa của cuốn sách. Bìa trước là một ấn bản của bức tranh Sơn Dầu của họa sĩ Huy Dũng. Họa sĩ Huy Dũng ngày nay có mặt ở đây, xin mời Huy Dũng đứng dậy. Và quý vị có nhìn thấy tác phẩm của anh ở trên cái giá đó. Người anh Huy Dũng đã được giải thưởng Huy chương vàng năm 1963 dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm tại miền Nam chúng ta trước kia. Cảm ơn họa sĩ Huy Dũng. Hình ảnh trong bức họa là phác thảo trại tù Nam Hà, cũng được gọi là trại Ba Sao, một trong các trại giam lớn nhất của Cộng sản tại miền Bắc mà chúng tôi đã trải qua. Các màu xanh đậm tượng trưng cho niềm hy vọng và cái tên The Last Prisoners được viết trên ngang lưng đồi, tượng trưng cho sự bất khuất của những người tù cuối cùng trong những năm tháng cuối, khi mà sự thương thuyết giữa chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan và Hà Nội đã đạt được kết quả là Hà Nội đã phải thả hết tất cả các tù nhân còn bị giam giữ trên 13 năm sau khi cuộc chiến đã không còn nữa. Màu sắc này tương phản với màu đen u tối và tuyệt vọng trong những năm đầu tiên trong các trại tập trung. Chúng ta có thể thấy được sự trình bày rất đẹp trên bìa trước và sau của nhà designer Austin Hồng. Rất tiếc bữa nay anh đã bận công việc và anh đã không đến đây được. Cảm ơn nhà designer vì bận không đến với chúng ta hôm nay. Về nội dung, về tiến trình dịch thuật và hiệu đính của sách, để có được thêm phần giá trị cho cuốn hồi ký, tôi đã nhờ được sự giúp đỡ của ba đồng môn của Chu Văn An. Đó là anh Dương Chi Thành, anh Nguyễn Minh và anh Nguyễn Đình Điền đã giúp dịch cho chúng tôi vài chương và tôi đã dịch 13 chương còn lại. Sau đó tôi rất may mắn được giáo sư Leslie Greer của Đại học UCI, nơi mà tôi đến thuyết trình trong 17 năm trời, bà đã giúp phần hiểu đính. Tôi không dám phiền giáo sư edit lại một lần nữa và đã tự edit lấy, bởi vì sau đó chúng tôi đã nhìn thấy một số những cái bản dịch đã không có được đúng như ý. Và thời gian đã trôi qua cho tới một năm sau, một sự tình cờ, một ngày rất đẹp trời, phải nói là một ngày rất đẹp trời, rất may mắn cho tôi là vợ tôi hôm nay có mặt dưới kia, đã rất vui và giới thiệu với tôi một luật sư trẻ, giỏi và năng động, đã nhận lời edit lại cuốn sách đó. Đó là luật sư Minh Quân. Xin mời luật sư Minh Quân đứng dậy. Xin cảm ơn luật sư và cảm ơn cả mẹ của luật sư nữa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn luật sư Minh Quân. Ngoài ra tôi không thể không nói đến sự yểm trợ giúp đỡ của người bạn Thanh Trương Châu ở bên miền Đông. Anh cũng đã giúp trong vấn đề layout và không thể nói tới vợ tôi là Kim Phượng Nguyễn trong việc đã proofreading và có rất nhiều giúp đỡ trong cái việc ra hình thành cuốn sách. Xin em đứng dậy cho mọi người thấy. Thưa quý vị, phần chót chúng tôi muốn trình bày với quý vị bằng tiếng Việt là mục đích của cuốn sách, tại sao tôi lại viết cuốn hội nghị hội ký bằng tiếng Việt, rồi tôi lại viết hội ký bằng tiếng Anh để làm cái gì. Có thể là Mỹ đã quên chăng? Chúng ta đã quên cuộc chiến chưa? 40 năm đã trôi qua, điều này cần nhắc lại hay không? Thì thưa quý vị, các độc giả mà chúng tôi nhắm tới là một phần thế hệ thứ nhất, nhưng mà hầu hết
là thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của người Việt tại ngoại về trên khắp nơi trên thế giới, cũng như là những người ngoại quốc không đọc được tiếng Việt. Cuốn hồi ký này kể lại những câu chuyện về thời hậu chiến sau khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4. Tuy cuộc chiến đã chấm dứt, nhưng những thảm cảnh ngoài sự tưởng tượng mới chỉ là bắt đầu. Chẳng hạn như việc Cộng sản miền Bắc đã tịch thu tiền bạc, tài sản, ruộng nương của người dân, đưa người dân thành thị đến các vùng kinh tế mới hoang vu với khí hậu độc hại. Việc hai lần đổi tiền, mỗi gia đình chỉ được đổi có 200 đồng và số tiền còn lại của họ trở thành những tờ giấy vô giá trị để bằng tiền hóa người dân miền Nam. Và thâm độc hơn nữa, Cộng sản Việt Nam đã giam giữ không có bản án hàng trăm ngàn các quân dân cán chính, sĩ quan viên chức chế độ cũ trong các trại giam mà họ mệnh danh là cải tạo, nơi người tù sẽ chết dần chết mòn vì tra tấn, vì đói khát, vì lao động khổ sai. Và điều quan trọng hơn nữa, hồi ký còn nêu lên những tấm gương anh hùng bất khuất của những người tù thả chết không đầu hàng kẻ thù như ông viện trưởng về Đại học Cần Thơ Nguyễn Duy Xuân, ông Nguyễn Phát Lộc, đặc ủy trưởng của Đảng ủy Trung ương tình báo, anh Tạ Mạnh Cường, một sĩ quan công binh kiến tạo, một võ sư của Việt Nam, một huấn luyện viên của Bộ Tư lệnh Cảnh sát đã hiên ngang đối đầu với kẻ thù trong trại giam và đã bị tra tấn một cách tàn bạo. Và sau đó khi chúng thả ra, anh về, anh đã mất. Cuốn hồi ký cũng nhấn mạnh đến vai trò vô cùng quan trọng của những người vợ tù, các bà mẹ, các anh chị em, con cháu, thân nhân đã bất chấp muôn vàn khó khăn đã lội suối trèo đèo đến những vùng heo hút xa xôi để thăm nuôi tiếp tế cho những người thân nhân thương yêu của họ đang còn ở trong tù. Nhờ vậy mà chúng tôi còn tồn tại đến ngày hôm nay. Ơn nghĩa mà chúng tôi không bao giờ có thể quên được. Xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng, hôm nay cuốn hồi ký Anh ngữ này đã được hoàn tất và hy vọng cuốn sách này sẽ được quý vị độc giả các thế hệ và trong mọi tầng lớp trong xã hội đón nhận với sự thương yêu. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn từng người một trong gia đình, từng bạn bè, từng thân hữu đã ủng hộ và giúp đỡ cho sự ra đời của cuốn hồi ký Anh ngữ The Last Prisoners và tất cả quý vị tham dự buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Nếu có thiếu sót điều gì, xin quý vị nhiệt tình tha thứ. Xin cảm ơn quý vị và xin trân trọng kính chào. Và sau đây là phần anh ngữ. Ladies and gentlemen, I am very proud to present to you today the last prisoners, the memoirs that took me almost 3 years to complete. The process of translation and editing was actually more challenging and difficult than I had imagined. I am so blessed and grateful to have received help from so many wonderful professionals, including professors, attorneys, artists, and designers. First of all, I would like to talk about the book covers. The front cover of this book is a print of an oil painting by the artist Huy Dung. He's sitting right there. Who was awarded a gold medal in 1963 under President Ngô Đình Diệm's regime in the South. Thank you, artist Huy Dung. The painting illustrates general features of one of the largest prison camps in the North, named Nam Ha, also named Espa Sao. The blue hoods represent the hope of the last prisoners in the last years when the negotiation between President Ronald Reagan's administration and Hanoi came to a conclusion that Hanoi must release all remaining prisoners still in prison after the war had been ended 13 years ago, which contrasts the blackness that embodies the hopelessness of the first years in the concentration camps.
The beautiful layout of the book covers and back was created by professional designer Austin Hong. Thank you, designer Austin Hong, who is busy and unable to attend today. Second, about the contents and translation and editing process. To ensure the quality of the memoirs, I enlisted the help of my old friends, CBA alumni Tang Chizung, Min Nguyen, and Dian Nguyen, who helped to translate several of the chapters out of the 17 chapters of this book. I am addition to that. I was also fortunate to have received help from Dr. Leslie Greer of UCI. Please stand up, Dr. Greer. Thank you so much. After reviewing, however, I realized that several chapters needed to be revised in the translation. But with so much content, I did not want to burden Dr. Greer with further editing requests, to tell the truth. I dare not to bother you. Even I want to call you to email you, but I dare not because you're very busy. Well, today, very happy to have you and Ron and your husband and then your parents. Could you stand up? I'd like to honor you and Ron. And thank you. And you have support Dr. Leslie Greer, that you can support me. Thank you again. So I got stuck for a while, and the transition was put aside. I started going out to work for a TV network and then for another newspaper over here for 1 year. And I just forgot about the transition, about the book. And one day, one beautiful day, I can tell it, and my wife happened to introduce to me an attorney named Min Nguyen. Would you stand up, Min Nguyen? And again, for the for those speaking English, my wife is right there, she's standing. Okay. Thank you. Min Nguyen, who gave the chapters another pass, and took on the difficult challenge of further editing and making the contents more concise, because I know some translation is not in good shape. This was not an easy task by any means, but he took it very seriously, and for that I'm incredibly thankful. Thank you again, Attorney Min Nguyen. In addition, I also got a big help from my friend Tan Chiang Chou and my wife Kim Vung Nguyen with regard to proofreading and the layout of the book, and I'm very much appreciated. And last but not least is the purpose of the memoirs. Many people thought that the war had fallen into oblivion. No one didn't remember it. 40 years, 40 decades had passed by. And we're growing old right now. So what is the meaning of translating it into English for what purpose? Is it a good work or not? I think it over and over, and I told my friend that I need to do it. Because after 17 years in prison, I came out of the prison and the gate closed behind me. I told myself I had to do something for my country. It's my mission. And today, with this book, I'm very happy. The target readers is a portion of the first generation Vietnamese, most of the second and the third generation of Vietnamese living here in the United States and other countries, and of course, also around non-Vietnamese American readers. This book is about the post-war stories after the fall of the South on April 3, 1975. It depicts about the stories such as the confiscation of citizen property and land, the forced immigration of urban dwellers to uninhabited mountainous regions, the imbalance exchange of currency, each family allowed to exchange for maximum 200 piastres. All of other savings became worthless papers.
imprisonment of millions of former officers and government officials in so-called re-education concentration camps, where most would die in hunger and torture for almost two decades. Finally, this book has been completed and hope it will be well received by readers of all generations and from all walks of life. I want to thank each of you who have supported me and for joining me today. Thank you very much. Cảm ơn anh Đạt. Thưa quý vị, với tư cách ban tổ chức, chúng tôi xin lỗi quý vị không thể có đủ ghế để quý vị ngồi, vì đây là tất cả số ghế mà City có thể cung cấp. Xin quý vị thứ lỗi. Và để chúng tôi sẽ mời quý vị dùng ăn thức ăn nhẹ, và nhất là chương trình văn nghệ sẽ rất hùng hậu sau đây. Tôi cũng xin đọc lên, có một cái xe Lexus màu đen, số xe là KDES 350, vẫn còn nổ máy ở ngoài parking lot để nó chơi trong máy để sinh ra. Lexus KDES 250 still running in the parking lot. We apologize for those who have no chairs to sit, but that's all the city can provide us. But we promise in response, we have some very good food and beautiful entertainment. Thanks. Thank you. They say, yeah, they're cheap now. The next number is performed by a friend, but two friends of mine. Lan Anh và Quốc Hùng. Một điểm đặc biệt chúng tôi vừa mới được biết cách đây vào khoảng nửa tiếng là anh Quốc Hùng là bạn tù của anh Đại, trong cùng một trại tù trong 8 năm. Và anh Quốc Hùng có người chú là Nguyễn Tiến Dũng cho nên ra sớm. It's an honor to present a duo to my best friends, Mr. Bass and Lan. They're gonna sing a beautiful song, just a side note. Mr. Bass was a prisoner in the same camp as Mr. Pham. Cảm ơn tôi. Kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật, đẹp trời quá bạn, không nắng và không mưa lắm. Nhất là cái buổi ra mắt của Phật Đàn lại thành công. Đúng là một ngày chủ nhật đẹp. Is it a beautiful Sunday, ladies and gentlemen? How are you today? Good. I can agree. Yeah? Good. Okay, I'll bring you back. Mr. Dai, bring you back the memory of prisoner, right? I bring you back to memory of music of 1670 with the song Beautiful Sunday. Sunday morning, for the Lord, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 beautiful. Waiting for me. When I see her, I know what to say. Hey, 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 beautiful girl. Come on, sing with me, guys. Hey, 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 hey
Thank you.